Xin kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp. Hiệu quả ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ở Hàm Yên. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã tới thành phố Lviv, miền Tây Ukraine và có các cuộc gặp với các lãnh đạo nước chủ nhà. Tối qua tại quảng trường huyện Na Hàng, Ủy ban nhân dân huyện Na Hàng đã tổ chức khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023. Tham dự khai mạc có các đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các sở, ban ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng, du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 3. Đây là sự kiện nhằm quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa con người Na Hàng. Tại lễ khai mạc, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao chứng nhận chỉ dẫn địa lý rượu ngô men lá Na Hàng. Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh công bố xác nhận kỷ lục Việt Nam tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam trên 6 km tại xã Hồng Thái. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Hương sắc Na Hàng gồm 3 chương: Hương sắc Na Hàng, huyền ảo hoa lê đại ngàn, nhịp bước tới tương lai. Gần 100 diễn viên ca sĩ biểu diễn các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Na Hàng. Lễ hội Hương sắc Na Hàng diễn ra nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, mời gọi du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan trải nghiệm như festival chè, hội thi bàn tay vàng chế biến chè san tuyết, thưởng thức trà san tuyết Na Hàng, hoạt động liên hoan dân vũ, chương trình nghệ thuật cùng các hoạt động khác tại thị trấn Na Hàng, xã Năng Khả và xã Hồng Thái của huyện Na Hàng. Chương trình nghệ thuật tại khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 đã để lại ấn tượng sâu sắc với đông đảo người dân và du khách. Với chủ đề Hương sắc Na Hàng, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Hương sắc Na Hàng, huyền ảo hoa lê đại ngàn, nhịp bước tới tương lai. Nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tài năng biểu diễn đã đem lại ấn tượng sâu sắc mảnh đất Na Hàng sơn thủy, hữu tình, giàu lòng mến khách. Chương trình này thì em thấy rất là hay và ý nghĩa. Em càng thêm vui khi mà càng ngày càng nhiều du khách đến với huyện Na Hàng này ạ. Lần đầu tiên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xây dựng kịch bản truyền thông. Với thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật Hương sắc Na Hàng tái hiện vẻ đẹp sống động, đầy bản sắc, mang đến cho nhân dân địa phương cùng du khách nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng đẹp về vùng đất vùng cao này. Rất tuyệt vời, chương trình rất hay. Tôi cảm nhận thấy một Na Hàng với phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, người dân rất thân thiện. Lần đầu tiên tôi đến Na Hàng, cảnh sắc ở Na Hàng thật là tuyệt vời. Tôi thấy chương trình tổ chức ở cấp huyện thôi nhưng mà thật là hoành tráng, ấn tượng. Chương trình lễ khai mạc được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang truyền hình trực tiếp trên sóng TTV, kênh 221 của MyTV, kênh 260 Viettel TV, kênh 178 FPT Play, hệ thống truyền hình cáp Hà Nội, trang fanpage Tuyên Quang TTV và trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Và gần 30 đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước đã cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ, sức lan tỏa của chương trình. Không chỉ thành công trong thực hiện truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, thành công của chương trình lần này càng khẳng định nỗ lực chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu không ngừng đổi mới, sáng tạo, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khán giả. Sáng nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ sở, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỷ niệm 113 năm Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 10 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Tham gia giao lưu có gần 50 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu hai môn thể thao là cầu lông và kéo co. Hoạt động giao lưu thể thao được tổ chức
nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, tạo môi trường giao lưu gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác gắn bó, góp phần động viên cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các nội dung thi đấu. Trong sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở năm học 2022-2023. Tham gia kỳ thi có 615 thí sinh đến từ 16 đơn vị dự thi ở 9 môn gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Thí sinh đã hoàn thành bài thi trong buổi sáng với thời gian thi 150 phút. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng để đánh giá công tác dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả kỳ thi là minh chứng về quá trình giảng dạy, bồi dưỡng và học tập của các thầy cô giáo và học sinh. Đồng thời, kỳ thi cũng là cơ hội để các thí sinh có điều kiện giao lưu học hỏi, là cơ hội để khẳng định kiến thức, trí tuệ của bản thân. Thông qua kỳ thi, để ngành giáo dục và đào tạo, các nhà trường kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, tạo điều kiện để các em tiếp tục phát huy khả năng học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh nhà. Sơn Dương là huyện có thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ rừng đã giúp cho cuộc sống nhiều người dân thay đổi. Công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng được quan tâm, chú trọng. Với địa bàn quản lý thuộc 6 xã, trên 8.000 hecta đất rừng và đất lâm nghiệp, Trạm Kiểm Lâm Sơn Nam đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương và người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhờ đó, diện tích rừng ở đây luôn được giữ gìn và chăm sóc tốt. Kiểm Lâm địa bàn đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân xã thì triển khai các chính sách về công tác quản lý bảo vệ rừng, cũng là chỉ đạo lực lượng công an, quân sự là phối hợp với lực lượng Kiểm Lâm thường xuyên tuần tra, kiểm tra những khu rừng trọng điểm, những khu rừng tự nhiên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp. Huyện Sơn Dương hiện có gần 50.000 hectare đất lâm nghiệp. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng luôn được địa phương quan tâm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ địa bàn cơ sở, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ký cam kết bảo vệ và phát triển rừng. Trong những năm qua, sản xuất lâm nghiệp huyện Sơn Dương đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là cái ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp và việc hưởng ứng tham gia thực hiện các chính sách về lâm nghiệp của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Địa bàn huyện thì không xảy ra các vụ việc, các điểm nóng về khai thác rừng trái pháp luật. Từ đó đã thực hiện tốt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Với việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, đã góp phần giúp kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Dương phát triển, từng bước nâng cao đời sống người dân. Qua 3 năm nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả bền vững cho tỉnh Tuyên Quang thuộc đề tài khoa học cấp quốc gia do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện đã giúp tăng năng suất và hiệu quả kinh tế đối với một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh. Tham gia mô hình sử dụng đất và phân bón hiệu quả bền vững cho cây mía, gia đình ông Bùi Ngọc Lợi, thôn Đồng Bừa, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương được hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, chăm sóc mía lưu gốc bằng các giống có năng suất cao như LK9211, KK3. Đây là giống mía có nhiều ưu điểm như đẻ nhánh khỏe, phòng chống sâu đục thân, chín muộn để giải vụ thu hoạch. Chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, năng suất mía nguyên liệu của gia đình ông Lợi đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là cải tạo, sử dụng đất hợp lý. Theo chỉ đạo của mô hình thì là tôi dùng nhiều phân hữu cơ thì là đất tươi xốp, năng suất cao, đỡ sâu bệnh. Hiện tại bây giờ là tôi đạt khoảng 80-90 tấn ha. Từ mô hình này thì vụ tới là tôi sẽ tiếp tục, gia đình tôi sẽ dần là nhân rộng thêm các diện tích khác. Đối với Ủy ban xã, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân và triển khai đến tất cả các thôn trên địa bàn của xã là tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng thâm canh vào năng suất, chất lượng của cây mía cũng như cây trồng khác để tăng cái giá trị sản xuất sử dụng đất trên địa bàn của xã Đông Lợi. Thực hiện đề tài này, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp đã xây dựng một số mô hình sử dụng đất và phân bón hiệu quả bền vững cho 4 cây trồng chính, đó là cây cam, cây mía, cây chè và cây lạc tại 4 huyện trong tỉnh với diện tích gần 20 ha. Năng suất và hiệu quả kinh tế đã tăng lên 15%.
xây dựng được các bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa, phân hạng mức độ thích hợp đất đai, đề xuất sử dụng đất cho cơ cấu cây trồng phù hợp đến năm 2030 của các huyện, thành phố. Cung cấp thông tin tra cứu để người nông dân canh tác các loại cây trồng phù hợp, đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, sử dụng phân bón phù hợp và thân thiện với môi trường. Qua cái cơ sở dữ liệu này thì bà con nông dân có thể tiếp cận được với cái dữ liệu về đất đai của tỉnh mình và từ đó có đưa ra những quyết định sử dụng đất hợp lý hơn và có thể tra cứu trực tuyến trên trang thông tin bằng Internet. Đề tài đã định hướng phát triển cây trồng phù hợp trong từng giai đoạn, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là quản lý, sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp một cách bền vững. Những nội dung tiếp theo của chương trình: đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà. Thủ lĩnh đoàn năng động đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đã từng có một thời gian, một bộ phận đồng bào dân tộc Mông nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, không chịu làm ăn nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp, các ngành, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, nhiều hộ đã từ bỏ con đường sai trái, tích cực, lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, nơi đã từng là điểm nóng khi một số hộ đồng bào Mông đi theo tà đạo trái phép Dương Văn Mình. Giờ đây trong mỗi nếp nhà, những người cao tuổi luôn nhắc nhở con cháu thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Ở các thôn bản vùng đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh, nhiều chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế được triển khai đã tạo những chuyển biến đáng kể trong đời sống, tinh thần của bà con. Cuộc sống diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhờ đó đã khấm khá hơn. Trước của mày đường là khó khăn, nông thôn khó khăn mà đi lại nó khó. Bây giờ nhà tôi này ông tiên, bây giờ nhà tôi nhà nước phải là hỗ trợ đường nông thôn này, đường giao thông này, đấy. Hỗ trợ điện đống này, điện sát này, đấy, hỗ trợ nhà này. Sau những gì đã qua, đồng bào Mông đã tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với họ, chỉ có chăm chỉ lao động sản xuất, làm sao của cải vật chất mới nâng cao chất lượng cuộc sống. Thêm nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò được hình thành, có sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp bà con yên tâm làm ăn. Bình yên đã trở lại khi mà an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các thôn bản được giữ vững. Đồng bào các dân tộc trong cộng đồng đã cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Thì đối với lại bà con dân Hồ Đá thì chủ yếu bà con tập tục sản xuất, thì chủ yếu trồng ngô và chăn nuôi trâu bò. Hiểu được điều đó thì chúng tôi sẽ hướng cho bà con nhân là chăn nuôi theo quy mô nông hộ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo cho các tổ chức chính trị xã hội trên bản xã cũng thâm nhập vào tìm hiểu về cái tâm tư nguyện vọng của bà con dân, đặc biệt là đối với lại lực lượng thanh niên và hội phụ nữ. Đã qua rồi những ngày một bộ phận đồng bào Mông ở Tuyên Quang bỏ bê lao động sản xuất, tin và nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng bào Mông ở các thôn bản đã từ bỏ con đường sai trái, không nghe theo kẻ xấu mà tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Với mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2025, những ngày cuối tuần, các cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Hàm Yên xuống cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới cùng với nhân dân. Thôn Đá Bàn, xã Minh Hương, ngay từ sáng sớm và cuối tuần, rất đông cán bộ, đảng viên và người dân nhiệt tình tham gia trồng cây, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa. Bà con phấn khởi với những hoạt động thiết thực như thế này. Đời sống của bà con giờ đã khác xưa lắm rồi. Có nhà văn hóa, đường bê tông và được các cán bộ xuống lao động cùng. Chúng tôi phấn khởi lắm. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo huyện đã quan tâm để người dân có một cuộc sống tốt đẹp như thế này.
phong trào cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia lao động nông thôn mới cùng với nhân dân vào những ngày cuối tuần được huyện Hàm Yên triển khai thực hiện từ cuối năm 2020. Hơn 2 năm qua, bước chân của đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã in dấu khắp các nẻo đường để tham gia vào công việc ở cơ sở. Phong trào đi vào thực chất tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người dân. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ dân đảng được phân công nhiệm vụ phụ trách xã Minh Hương, tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên của Đảng bộ dân đảng tham gia lao động tại xã Minh Hương. Qua các cái phong trào này thì đã xuất hiện nhiều những cái gương điển hình tiên tiến ở cơ sở. Bà con nhân dân hết sức là tích cực tham gia lao động, đảm bảo xanh sạch đẹp, phấn đấu để đạt được tiêu chí về môi trường nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên. Có thể thấy với sức lan tỏa rộng khắp của phong trào cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới vào ngày cuối tuần đã tạo động lực, ý chí khát vọng vươn lên của mọi người dân Hàm Yên. Đây là những yếu tố tiên quyết để sớm đưa Hàm Yên về đích nông thôn mới trong thời gian tới. Với trên 70% cán bộ nhà giáo, người lao động là nữ, công đoàn ngành giáo dục xác định phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nữ công của ngành, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Là một giáo viên tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà của trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, cô giáo Trần Thị Trà My đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tự học, tự bồi dưỡng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó, cô luôn làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Người giáo viên như chúng tôi sẽ phải cân đối thời gian rất là nhiều để làm sao mình lên một cái lịch làm việc của mình thật là khoa học. Ở tại cơ sở chúng tôi thì cũng có những cái câu lạc bộ này, rồi là có những hoạt động mà do tổ chức công đoàn hay là nữ công tổ chức ra để là chia sẻ với nhau kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, rồi là làm thế nào để có một bữa ăn ngon trong gia đình, rồi làm thế nào để mình có thể vừa đảm bảo công việc của cơ quan, vừa đảm bảo công việc của gia đình. Đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ cán bộ nữ, nhà giáo, người lao động chiếm trên 70%. Thực hiện phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, lồng ghép với các phong trào thi đua, tạo cơ hội cho nữ nhà giáo có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào được đổi mới sáng tạo, phong phú, phù hợp với từng đơn vị địa phương, có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ nhà giáo, tạo động lực để chị em phát huy năng lực sở trường, sức sáng tạo và trí tuệ của mình. Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nữ nhà giáo luôn đảm đang trong công việc gia đình, thực hiện tốt thiên chức của người con, người vợ, người mẹ. Phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà được tổ chức gắn với các phong trào thi đua như là dạy tốt, học tốt, đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Và gắn với các cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, cũng như là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thế và ban nữ công của các cấp cũng đã vận động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Để phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà ngày càng phát huy được hiệu quả, trong thời gian tới, công đoàn ngành giáo dục tiếp tục xây dựng đội ngũ nữ nhà giáo đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn. Là bí thư đoàn thanh niên xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, chị Phan Minh Thúy đã có nhiều giải pháp sáng kiến hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chị vinh dự là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để có thể tạo được sức hút đối với các đoàn viên thanh niên, chị Thúy luôn quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo, khơi dậy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Thì bản thân tôi đã cùng với Ban chấp hành đoàn xã, lãnh đạo các chi đoàn, cũng như là tổ chức các hoạt động thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào các cái hoạt động do đoàn xã tổ chức, tham gia vào xây dựng các công trình phần việc thanh niên để chào mừng đại hội đoàn các cấp, các công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa đối với địa phương và giúp phần phát triển kinh tế của địa phương. Nhờ khả năng dân vận khéo, chị Thúy đã vận động đoàn viên thanh niên chung tay thực hiện những phần việc công trình, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom, xử lý rác thải để nâng cao tiêu chí số 17 về môi trường, vận động đoàn viên thanh niên tham gia dọn cỏ, làm mặt bằng, trồng hoa tại các tuyến đường trục xã. Xây dựng công trình thanh niên, điểm vui chơi cho thiếu nhi, phối hợp tham gia hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở. Các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần sớm đưa xã Vĩnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra. Là một trong những đồng chí bí thư đoàn rất là tiêu biểu. Trong những năm qua thì đồng chí cũng đã tham gia rất là nhiệt tình, trách nhiệm với tinh thần là với vai trò là bí thư đoàn cơ sở, với vai trò là ủy viên ban thường vụ huyện đoàn thì đồng chí cũng đã nhiệt tình, trách nhiệm và phát huy hết khả năng của mình đối với vai trò là bí thư và tham gia rất nhiều các hoạt động và được rất nhiều giải thưởng. Với tinh thần nhiệt huyết sáng tạo, những mô hình hoạt động đoàn thiết thực của đồng chí Phan Minh Thúy đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là động lực để chị tiếp tục phát huy vai trò người truyền lửa, đưa các phong trào hoạt động đoàn ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong thanh thiếu niên và cộng đồng. Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua. Tuần qua, tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó tập trung nhấn mạnh nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu, phải hiểu rõ và đánh giá đúng cán bộ để bố trí và sử dụng đúng. Muốn đánh giá đúng cán bộ phải căn cứ vào những chuẩn mực nhất định. Những chuẩn mực đó có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, từng thời kỳ cách mạng. Trong tuần qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều nghị quyết số 07 ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Đồng thời thông qua 5 nghị quyết triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cũng trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1-2. Trong cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023, dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 148 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, công tác chuẩn bị khai mạc năm du lịch 2023 dự kiến vào cuối tháng 4 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, tăng cường bồi dưỡng đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Chuyển sang một số tin tức trong nước. Tổng cục Thuế cho biết 2 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 362.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23,6% dự toán, tăng 17%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 74% so với cùng kỳ. Về số thu trên địa bàn, ước tính có 36 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng, đạt trên 18% dự toán. Có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường, các khoản thu về nhà, đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Bộ Công Thương vừa có công văn khẩn chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất giá điện. Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Đây là cơ sở để EVN thỏa thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, kể từ khi giá FIT ưu đãi hết hiệu lực. Bộ Công Thương cũng đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện, đó là việc xác định giá phải theo quy định của luật điện lực, trong đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý. Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, mới đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị cần tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội lên mức 15% hoặc thưởng theo thực tế thành tích phát triển nhà ở xã hội để bù đắp chi phí, tạo động lực cho các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư phát triển phân khúc nhà ở xã hội. Về quỹ đất, doanh nghiệp muốn chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế để giải quyết giá trị mà các nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua đất thương mại và chuyển sang làm nhà ở xã hội. Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đầu tư dự án, quy hoạch cũng là mong muốn và kỳ vọng của doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội đối với các bộ ngành địa phương trong thời gian tới. Tin thế giới, sáng mùng 5 tháng 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng gần 3.000 đại biểu đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị này của đất nước. Theo chương trình nghị sự đã được công bố ngày mùng 4 tháng 3, kỳ họp này diễn ra từ ngày 5 đến 13 tháng 3. Ngoài việc xem xét một loạt báo cáo, bao gồm một báo cáo công tác chính phủ, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận về một bản dự thảo sửa đổi luật lập pháp và một kế hoạch về cải cách các cơ quan chính phủ. Kỳ họp cũng sẽ bầu chọn và quyết định về một số chức danh lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch nước và Thủ tướng. Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã tới thành phố Lviv, miền Tây Ukraine và có các cuộc gặp với các lãnh đạo nước chủ nhà. Tại đây, bà đã kêu gọi Kiev có thể được phép trong năm nay bắt đầu quá trình đàm phán để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu-EU. Tại Lviv, bà Mitsota đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Bà đã bày tỏ ấn tượng với tiến triển mà Quốc hội Ukraine đã thực hiện trong việc đệ đơn gia nhập EU. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu, đồng thời cho biết Ukraine đặt mục tiêu sẽ bắt đầu tiến trình đầu tiên ngay trong năm nay. Một khi tiến trình được khởi động, Ủy ban châu Âu sẽ có đánh giá ngay liệu Kiev có thể đáp ứng được tiêu chuẩn chính trị, tự do dân chủ và quy định lập pháp. Vào tháng 6 năm ngoái, EU đã trao tư cách ứng cử viên chính thức cho Kiev. Tuy nhiên, quá trình gia nhập EU còn kéo dài nhiều năm. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các nước thành viên EU. Ngày 4 tháng 3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết đang tiến hành thảo luận với Iran về các vấn đề quan trọng, đồng thời bày tỏ lạc quan về tiến trình thảo luận này. Phát biểu tại họp báo chung với Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Elami, ông Grossi nêu rõ các cuộc thảo luận tập trung vào hai nội dung quan trọng, gồm làm rõ thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước thêm cuộc gặp với ông Grossi, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Eslami nêu rõ vấn đề giám sát kết quả, hiện trạng và năng lực của ngành hạt nhân Iran là mục đích quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của IAEA. Lễ hội Siga Habano đã chính thức trở lại sau 2 năm lỡ hẹn do đại dịch COVID-19. Hội chợ thương mại diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Habano năm nay thu hút khoảng 2.000 khách mời, 250 chuyên gia và 260 đơn vị triển lãm từ nhiều quốc gia. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, những tín đồ Siga đã có cơ hội được chiêm ngưỡng các nghệ nhân cuốn Siga chuyên nghiệp và thưởng thức những sản phẩm mới của ngành công nghiệp thuốc lá Cuba. Hội chợ thương mại trong khuôn khổ lễ hội Habano là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu Siga, nâng tầm thú chơi này thành một trải nghiệm độc đáo. Được tổ chức lần đầu tiên năm 1999, lễ hội Siga Habano là một trong những sự kiện quốc tế đình đám, quy tụ nhiều nhà sản xuất, đơn vị phân phối, nhà cung cấp phụ kiện, nghệ nhân, nhà sưu tập, giới chuyên gia, truyền thông và tín đồ Siga. Trong khuôn khổ lễ hội Habano năm 2023, hội đồng gồm 27 chuyên gia hàng đầu về ngành công nghiệp thuốc lá cũng đã thử các loại Siga đình đám nhất và cả các loại mới ra mắt để bình chọn 10 loại Siga ngon nhất của Cuba. Từ nhiều năm qua, Cuba luôn giữ vị thế là quốc gia sản xuất Siga nguyên chất
cuốn tay lớn nhất thế giới. Từ năm học 2024-2025, các trường trung học phổ thông chuyên sẽ chỉ có các lớp chuyên, không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên chất lượng cao. Đây là nội dung đáng chú ý trong thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, nhưng quy định bỏ lớp không chuyên áp dụng từ năm học 2024-2025. Những lớp không chuyên đã tuyển sinh vẫn được duy trì đến khi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông để không gây xáo trộn đột ngột trong hoạt động dạy học và tuyển sinh năm mới. Cả nước hiện có 78 trường chuyên, 71 trường thuộc quản lý của địa phương, 7 trường thuộc đại học. Trong số này, gần một nửa tuyển sinh lớp không chuyên. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số học sinh chuyên vào năm 2020 khoảng 73.000, chiếm 2,1% tổng số học sinh trung học phổ thông toàn quốc. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.